trong cái chương trình Springboard của chúng ta từ tháng 8 đến bây giờ ấy, thì chúng ta có nhiều cái nội dung mà chúng ta đã nói về cải tiến và chuyển đổi phải không ạ? Nếu các anh chị chúng ta nhớ lại thì chúng ta đi từ cái câu chuyện của Gemba Kaizen vào ngày 30 tháng 9 ạ. Chúng ta có một cái chủ đề Gemba Kaizen phải không? Chúng ta nói về tại sao là phải cải tiến hiện trường chúng ta nói về tiếp cận chúng ta nói về công cụ à, và chúng ta nói về uh, cái cách thức mà đảm bảo là nó chạy uh, thành công với chương trình cái ba Kaizen. gen à, chúng ta có một cái buổi chúng ta đã nói về việc là thiết kế chương trình cải tiến hiệu quả trong doanh nghiệp sản xuất à, vào giữa tháng 10. trong chương trình này chúng ta đề cập đến cái tiếp cận của cải tiến chúng ta nói đến việc là thiết kế một cách uh, hài hòa các chương trình, chuyên án cải tiến, các chuyên chuyên án chuyển đổi với các cái hoạt động cải tiến và các cái hoạt động đề xuất sáng kiến, QCC phải không ạ? Nó giống như kiểu chúng ta đề cập trong buổi đấy nói đến câu chuyện nhưng nó giống như kiểu là chúng ta tạo ra một cái một cái thiết kế một cái cấp phối về cải tiến để mà nó tăng cộ độ bền chắc của cái chương trình cải tiến của doanh nghiệp và gần đây nhất thì chúng ta có một cái buổi chúng ta nói về chuyển đổi lean chúng ta nói về cái cách thức mà một doanh nghiệp thì có thể thay đổi cái hệ thống mà, mà mà vận hành cũng như là các cái tiếp cận và cái quan điểm trong chuyện về vận hành tạo ra những cái bước đột phá Thế thì như thế Thực ra là nếu mà chúng ta đi từ chuyển đổi lên thì nó giống như kiểu là chúng ta đi từ đi từ rìa đi từ rìa vũ trụ đi vào giống như kiểu là giống như kiểu cái 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 cái, cái tàu của 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 bên chỗ uh, đồng chí Z với đồng chí anh, là ông uh, chủ của Virgin đúng không? Uh, thì đấy là tầm rất là cao khi chúng ta đi xuống việc nghe là thiết kế một chương trình cải tiến cho với công ty với đầy đủ các cái yếu tố từ chuyển đổi cho đến cải tiến cho đến các cái daily kaizen chẳng hạn thì thì như vậy chúng ta có thể chúng ta đã đi đến chúng ta hạ độ cao rồi. Có thể là chúng ta đã đi đến cái tầm của coi như là 747 rồi chúng ta có buổi nói về cây kaizen thì nó nói về cải tiến hiện trường như vậy nó giống như là chúng ta nhìn nó ở một góc nhìn uh, thấp hơn một chút nữa chúng ta có góc nhìn của máy bay trực thăng phải không? hôm nay chúng ta nói về uh, chu trình kaizen là chúng ta nói về một cái phần rất là cụ thể của chương trình cải tiến của doanh nghiệp uh, mà mà nó theo cái tiếp cận của cải tiến liên tục của kaizen và nó theo cái sáu bước uh, thực hành mà tôi đang thực hiện thì trong buổi ngày này ngày hôm nay chúng ta hạ thêm cái hạ thấp thêm cái độ cao có lẽ là chúng ta chắc là chúng năm nay chúng ta đứng ở ngọn cây chúng ta nhìn xuống thôi như vậy chúng ta sẽ nhìn như vậy gần hơn chúng ta sẽ nhìn được chi tiết hơn à. thì đấy là cái cái chuỗi mà mà chúng tôi đã thiết kế và đã đề cập trong cái chương trình trong chương trình Springboard Talks cho đến bây giờ à về phía doanh nghiệp thì uh, trong tháng 8 chúng ta có ba cái bài chia sẻ rất là quan trọng à, tôi nghĩ các anh chị uh, anh chị em nếu mà ai mà không tham gia thì chúng ta nên uh, có cái việc uh, có dịp tìm hiểu lại một là tài liệu và thứ hai là video clip uh, của cái buổi chia sẻ này tại ba buổi chia sẻ này tôi cho rằng là nó rất là rất là có nhiều ý nghĩa ở góc độ về thiết kế các hoạt động cải tiến uh, ngày uh, chúng ta có một cái buổi chia sẻ ngày 6 tháng 8 của anh uh, Ngô Thắng ở bên Cosmos giới thiệu tổng thể về cái tiếp cận của chương trình cải tiến Cosmo cũng như là vấn đề về phát triển nhân sự cho cải tiến. À, chúng ta có một cái buổi chia sẻ vào ngày 17 tháng 8 của anh Kết bên Technocom về cái đề án cải tiến à, của bên Technocom cũng như là cái chương trình chung. Và ngày 28 tháng 8 thì chúng ta có cái bài chia sẻ của anh Sao, nhà anh Sao, à, kỹ sư thiết kế chuyển của bên Cosmos về một đề án cụ thể thì đấy là đấy là các cái những cái chương trình cơ bản ở trong cái Springboard này mà mà chúng ta đã trao đổi với nhau đến bây giờ về cải tiến ạ phải không ạ và chúng ta có nói câu chuyện là vào vào 39 khi đề cập đến game ba kaizen chúng ta có nói rằng là là trong cuối 9 với trong quý 3 quý 4 này chúng tôi sẽ tăng cường nói về vấn đề về cải tiến để mà mọi người có thể à, chuẩn bị cho các hoạt động cải tiến của năm 2022 ạ. Mà à, và nhân nói đến câu chuyện đấy à, với mọi người ở đây doanh nghiệp nào chúng ta đã có cái chương trình chương trình cải tiến của năm 2022 rồi thì chúng ta làm ơn gõ chữ y dài vào cái ô chat của tôi với ạ. Còn doanh nghiệp nào mà chúng ta chưa có à, cái chương trình cải tiến à, cho năm 2022 thì chúng ta gõ chữ cả. À. Vâng, xem chúng ta à, chuẩn bị đến đâu rồi hôm hồi tháng 9 tháng 10 chúng ta hỏi thì nó cũng hơi sớm. Nhưng mà bây giờ thì tháng 11 rồi, cuối tháng 11 rồi cho nên tôi nghĩ là bây giờ là lúc chúng ta cần phải có rồi. Vâng. Ok. Vâng. Ok. Ok, và các anh chị chúng ta cứ chúng ta cứ cứ thả cứ thả ý cao vào đây thôi em tình hình thế nào? Thì à. okay. một số chữ y thì gọi rất nhanh, một chữ k thì gọi chậm hơn một chút nữa. Vâng, à, ok, vâng ạ. À. Ừ. À. Ok như vậy thì về cơ bản là chúng ta cũng có một số doanh nghiệp thì chúng ta đã có cái chương trình cải tiến sẵn sàng cho năm 2022 và nhiều đơn vị thì hiện nay chúng ta vẫn chưa có thì có thể là chúng ta sẽ tiếp tục làm việc xác định với nó trong tháng 12 hy vọng là không có doanh nghiệp nào chúng ta để sang tháng 1 tại vì tháng 1 thì nó quá trễ cho cái việc về hoạt động cải tiến, để ngoài định cải tiến ạ. tại vì trong cái cải tiến này thì nó liên quan đến rất nhiều đến câu chuyện của việc kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm chúng ta định tập trung vào câu chuyện gì chúng ta tăng cường năng lực gì chúng ta cải tiến hiệu suất gì thì như vậy nó sẽ dẫn dắt đến câu chuyện là chúng ta phải làm cải tiến ở đâu phải không ạ trên hai cái chuyện đấy nó liên quan đến nhau à, nếu mà cái hoạt động cải tiến nó chưa được hoạch định thì có khả năng là cái kế hoạch sản xuất kinh doanh nó cũng chưa được rõ ràng à, và theo chiều ngược lại Thế thì nhân cái câu chuyện này thì xin được thông báo là trong tháng 12 bên P&Q sẽ cung cấp một số các cái chương trình uh, hỗ trợ cho các doanh nghiệp về việc nghĩa là đánh giá hiện trường sản xuất chúng tôi sẽ uh, cung cấp một số các cái voucher đánh giá miễn phí cho các doanh nghiệp sản xuất trong một ngày bao gồm có thời gian đánh giá tại hiện trường sản xuất, thời gian tổng hợp và báo cáo về vấn đề về các cái à, lãng phí và các vấn đề của hiện trường sản xuất mà chúng tôi quan sát được. thì hy vọng rằng là những câu chuyện đấy nó có thể là cung cấp các input cho các doanh nghiệp để thực hiện cải tiến. thì à, về chương trình này thì nếu mà các đơn vị nào quan tâm đến đến cái việc đăng ký cái cái đánh giá nhận diện các cái vấn đề về tổn thất và lãng phí ở dưới hiện trường trong tháng 12 thì chúng ta có thể liên hệ với các bạn à, điều phối à, chương trình ở bên pq ạ à?